Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được khởi công đúng thời hạn do làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Song song với việc thực hiện dự án, công tác chăm lo tái định cư cho người dân có đất thu hồi để thực hiện dự án cao tốc được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tại thị xã Phú Mỹ, việc triển khai tái định cư khá thuận lợi, người dân đồng thuận và hài lòng với chủ trương chính sách của tỉnh. Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7 km, điểm đầu nối với tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 56, tuyến tránh thành phố Bà Rịa, là một trong những dự án trọng điểm của quốc gia giúp kết nối hoàn thiện cao tốc Bắc Nam về phía Đông. Dự án chia 3 thành phần, thành phần 3 đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dài 19,5 km. Để thực hiện dự án, Bà Rịa Vũng Tàu phải thu hồi hơn 137,52 ha đất của 1.215 hộ tổ chức. Đến ngày 4 tháng 3 năm 2024, tổng kinh phí bồi thường đã phê duyệt hơn 2.719 tỷ đồng cho 1.209 hộ tổ chức. Tổng kinh phí đã chi trả gần 2.621 tỷ đồng cho 1.166 hộ tổ chức. Đến nay, tổng diện tích các hộ dân đã ký biên bản bàn giao mặt bằng sau khi nhận kinh phí bồi thường hỗ trợ là 135,16 trong tổng số 137,52 ha, đạt 98,28%. Riêng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi qua 4 xã phường, gồm phường Mỹ Xuân, Hắc Dịch, xã Tóc Tiên và xã Châu Pha, tổng chiều dài khoảng 15,73 km, diện tích thu hồi khoảng 114,75 ha, 1.064 hộ tổ chức. Đến nay, đã chi trả 1.027 hộ với số tiền 2.321 tỷ đồng, trong đó 1.002 hộ với diện tích 94,12 ha đã nhận và đồng ý ký bàn giao mặt bằng. Đối với việc bố trí tái định cư, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, riêng dự án cao tốc có 197 hộ, 233 lô đủ điều kiện tái định cư. Trong đó, 31 hộ, 37 lô đã bốc thăm vào khu tái định cư Hắc Dịch, 66 hộ, 73 lô đã bốc thăm vào khu tái định cư Tân Phước. 100 hộ còn lại chưa bốc thăm, xin chờ nhận tái định cư ở khu 37 hectare và khu 5,6 hectare. Bồi thường giải phóng mặt bằng luôn phải song hành với kế hoạch tái định cư cho người dân. Chuẩn bị sẵn sàng tái định cư hỗ trợ rất tốt cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Đây cũng là điểm mấu chốt mà lãnh đạo tỉnh đã đặt ra ngay từ đầu khi thực hiện các thủ tục chuẩn bị khởi công dự án. Chúng ta chuẩn bị hiện nay người dân đến ở chỗ mới hầu hết là vị trí đất mà tái định cư là chỗ tốt hơn. Đó là điều mà chúng ta phải nói là lần này chúng ta làm như vậy, hai địa phương chủ động và tỉnh phê duyệt cái đó. Đó là cái mà chúng ta thể hiện trách nhiệm rất cao. Ở thị xã Phú Mỹ, việc quy hoạch các khu tái định cư dành cho các dự án đã được triển khai từ sớm. Vậy nên, khi khởi động thu hồi giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, địa phương không gặp khó khăn nhiều trong việc bố trí tái định cư. Hầu hết người dân đón nhận tin sẽ về nơi ở mới với sự đồng thuận chủ trương chung của quốc gia và của tỉnh. Tâm thế luôn vui vẻ và mong đợi. Điều này cũng là một yếu tố giúp quá trình giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh. Rất là mừng, mừng quá trời quá đất. Bởi vì ở đây nó đường đi đồ nó quá tốt. Và chỗ này có thể mình buôn bán được cũng được. Tôi rất hài lòng là được lạnh nhẫn cái tái định cư này và tôi rất quan nghênh. 100% và phấn khởi vô cùng luôn. Chưa đến ngày nhà nước lấy mặt bằng mà chúng tôi đã thi nhau. Trên kia là bàn giao trước thời điểm luôn. Mà gia đình mình cũng nôn nữa. Tập trung hết con cháu về tháo cho bố mẹ. Đây là khu tái định cư Hắc Dịch. Thuộc địa bàn phường Hắc Dịch, hình thành từ năm 2017, rộng hơn 10 hectare. Bố trí 614 lô và một khuôn viên, một khu giáo dục. Hiện tại đã bố trí 609 lô trong tổng số 614 lô. Đã xây dựng nhà ở là 107 hộ. Trong dự án cao tốc có 37 hộ được bố trí ở khu tái định cư Hắc Dịch. Trong số 37 này thì một số hộ dân đã làm nhà ở và rất là ổn định.
đời sống của người dân rất là cao và họ rất hài lòng về cái khu tái định cư này. Một số hộ thì đã xây nhà và một số hộ thì đang làm các cái thủ tục về giấy phép cũng như là đang xem lại các cái ngày tháng để khởi công trong thời gian tới. Thay đổi cái cuộc sống từ nông nghiệp sang thương mại, đảm bảo được cái đời sống và cái nhu cầu thực sự tại cái khu tái định cư này. Hộ ông Nguyễn Hữu An được bố trí một lô tái định cư tại khu tái định cư Hắc Dịch. Ông bắt đầu xây nhà từ cuối tháng 9 năm 2023 và đến tháng 12 năm 2023 thì hoàn thành. Nói về cuộc sống sau khi thu hồi đất, ông khá hài lòng khi vị trí đất trước đây khá xa trung tâm, cũng không có các dịch vụ công cộng nhiều như nơi ở mới này. Hồi ngoài kia thì qua Chí Minh lâm đầy, giờ tuổi cũng lớn rồi, hai vợ chồng thì ở nhà giữ cháu giữ khắc đó rồi. Thì không gian ở đây thì nó thoải mái hơn ở ngoài rẫy nhiều, chứ vì là ngoài giờ ở đây thì ngoài như là điều kiện chỉ có hết thôi, ngoài chứ thoải mái hơn. Con trai của ông An cũng rất vui. Hiện tại anh đang sống cùng cha do đang chờ bốc thăm tái định cư. Việc dời địa điểm sống đối với gia đình anh cũng khá thuận lợi do vợ chồng đều đi làm công ty, con thì đang theo học tại phường Hắc Dịch. Việc đi lại và điều kiện học hành ở đây cũng thuận tiện hơn. Chất lượng cuộc sống tốt hơn nhiều so với hồi còn ở Suối Nhum. Điều kiện thì nói chung là trong này thì tốt hơn ngoài đó nhiều. Chung phần con cái đồ học hành đồ gần. Từ ngoài nó vô đây phải 7-8 cây xa lắm. Giờ vô đây thì nó gần hơn. Nó có thể đi đập điện rồi mình có thể cho nó tự đi được. Đây thì gần công viên rồi, giống như chiều rồi mấy đứa rồi ra đó chơi. Cao tốc đi qua địa bàn phường Mỹ Xuân cũng đi qua toàn bộ khu đất của mấy anh em ông Doãn Thanh Thức. Giải tỏa trắng, năm anh em giờ đang ở nhờ phần đất còn lại của cha mình là ông Doãn Thanh Hải, chờ bốc thăm tái định cư ở khu tái định cư phường Phú Mỹ. Trước đây thì cái mảnh vườn tôi thì cũng rộng cũng 3 mẫu, bây giờ cái đường cao tốc đi ngang qua thì nhà nước lấy và thi công đường cao tốc, cũng đang chờ bốc tái định cư. Thì tôi cũng cảm ơn chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cái vấn đề đó, thì nói chung là gia đình cũng yên tâm có nơi chỗ ở hết. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ, diện tích khoảng 37,12 ha, thuộc phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Vì đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết việc bố trí tái định cư để bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đang thực hiện và các dự án chuẩn bị triển khai, từng bước góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội thị xã Phú Mỹ. Dự án được khởi công vào cuối tháng 12 năm 2021, thời gian thi công 36 tháng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2024. Hiện tại thì mặt bằng thì cũng cấm lô là 222 lô so với 948 lô. Thì mình đã thực hiện cái cấm mốc theo quyết định của ủy ban tỉnh giao đất thì 356, thì hiện tại mình đã cấm mốc được 215 lô, thì đảm bảo cung cấp tái định cư cho cao tốc biên hòa Vũng Tàu. Dự kiến là đến tháng 4 là mình sẽ bàn giao 215 lô, trong đó có là 100 lô là bố trí cho được cao tốc biên hòa Vũng Tàu. Quan tâm sinh kế người dân, các điều kiện về hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, cây xanh tại các khu tái định cư được đảm bảo theo đúng quy chuẩn là chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước đối với các địa phương đang triển khai các dự án cao tốc. Mới đây, đoàn giám sát của Quốc hội do ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội làm trưởng đoàn, trong chuyến giám sát việc thực hiện chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết của Quốc hội về một số công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã khảo sát cao tốc và một số khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết, khu tái định cư Hắc Dịch và khu tái định cư Tân Phước hiện đã tương đối hoàn chỉnh. Có một cái dự án tái định cư 100 như triển khai giai đoạn 1 là 37 ha, khoảng 800 lần thu hồi cao tốc đó, nó cũng không có cái gì đi đẹp, mình ta đưa ra đây người ta quý lắm. Nhận định về việc bố trí tái định cư ở thị xã Phú Mỹ, ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho rằng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các địa phương đã thực hiện rất tốt
các khu tái định cư được xây dựng khang trang, sạch đẹp như một khu đô thị mới. Hạ tầng khu tái định cư cũng bố trí bài bản, có công viên, chợ, trường học rất thuận lợi, giúp đời sống người dân ổn định. Chuẩn bị sẵn sàng tái định cư là yếu tố quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ của công tác giải phóng mặt bằng đối với bất cứ dự án nào cần giải tỏa. Có mặt bằng, việc thi công thuận lợi hơn. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đạt tiến độ khả quan trên công trường. Liên danh nhà thầu tự tin đề xuất hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Trong đó có vai trò rất lớn của việc bố trí tái định cư cho người dân sau thu hồi đất.